Dạ, Vũ chào cả nhà. Hôm nay Vũ đang có mặt tại xã Tân Hội, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, cùng với mấy anh em trong nhóm từ thiện Hội Đạo Cao Đài thị xã Cai Lệ cả nhà. Và bây giờ đến để hỗ trợ với gia đình để tiễn đưa linh cữu của chú Nguyễn Văn Vàng, 59 tuổi, tại xã Tân Hội, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang cả nhà. Giờ bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan và tiễn đưa linh cữu của chú đến nơi quả táng nha cả nhà. Và cả nhà khi xem đừng quên cho Vũ và mấy anh em một lượt đăng ký và lượt chia sẻ. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em vào bên trong nha.
Thank you.